Hello, xin chào. Chào mừng các chị đã trở lại với kênh YouTube của Tính về Travel Lifestyle Experience. Thì hôm nay Tính lại trở lại với một cái video ôn tập về thi tiếng Anh 6 bậc B1, B2 và C1. Thì lần này sẽ là cái phần học nói, speaking. Thì như những cái video lần trước Tính đã chia sẻ những cái đề thi cho các anh chị mình có thể thực hành ở nhà. Những cái đề thi nói thì Tính đã chia theo từng phần, thời gian của từng phần ra làm sao, và thời gian chuẩn bị, thời gian nói sẽ là như thế nào thì Tính đều chia ra ở trong cái video đó, để giúp các anh chị mình ở nhà mình cũng sẽ tập để theo một cái áp lực về cái thời gian như vậy. Thì hiện tại Tính đã ra được một số cái đề, như khoảng 8-9 đề gì đó, 10 đề, thì các anh chị mình cũng có thể dựa theo những cái đó để mình ôn tập ở nhà. Thì hôm nay Tính sẽ sửa một trong những cái đề đó, là hôm nay Tính sẽ sửa cái đề thứ 6. Đây là những cái gợi ý của Tính, thì các anh chị mình có thể dựa trên những cái này để mình tìm ra được cái của chính bản thân mình. Không nhất thiết các anh chị mình phải dựa theo Tính, mà các anh chị mình có thể suy nghĩ ra những cái cách nói của riêng mình. Tính chủ yếu là Tính sẽ hướng dẫn mình cái cách mình sẽ làm bài này như thế nào, và cái gợi ý minh họa ra làm sao để các anh chị mình có thể mường tượng được và có thể dựa vào đó để biến những cái của Tính hướng dẫn, những cái của Tính đã giảng thành cái của các anh chị, thì những cái đó mới đi theo các anh chị suốt trong thời gian ôn tập và thi cử được. Qua đây Tính cũng muốn cảm ơn các anh chị mình đã ủng hộ kênh YouTube của Tính từ trước cho tới giờ. Và sau đây mời các anh chị mình cùng vào cái video ôn tập nhé. Thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, phần part 1 social interaction. Thì như các anh chị mình cũng biết là phần này mình phải trả lời hai chủ đề đúng không ạ? Thì mình sẽ đi qua từng chủ đề và mình sẽ trả lời từng chủ đề này như thế nào. Thì tương tự như những lần trước thì Tính cũng sẽ có hai gợi ý, một gợi ý cho B1 đơn giản và một gợi ý cho B2 mình mở rộng câu hỏi ra. Thì các anh chị mình tùy theo cái trình độ mình học như thế nào, trình độ của riêng bản thân mình nữa, mà mình sẽ lựa chọn cái nào mà mình tham khảo và mình sẽ biến nó thành cái của mình ha các anh chị. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề đầu tiên là chủ đề về du lịch, về traveling. Thì câu hỏi thứ nhất là bạn có thích du lịch hay không? Thì B1 mình có thể trả lời rất là ngắn gọn như thế này: Yes, I do. I love traveling very much because I can relax after work. Vâng, tôi thích du lịch rất là nhiều bởi vì tôi có thể thư giãn sau giờ làm. Còn B2 thì mình có thể trả lời thêm nhiều các lý do khác nữa. Ví dụ như là Yes, I do. I love traveling very much. When traveling, I can relax my mind, enjoy fresh air and learn new things. Tôi thích du lịch rất là nhiều bởi vì tôi có thể thư giãn đầu óc nè, tận hưởng cái không khí trong lành nè, và học hỏi được những cái điều mới. Thì mình thấy B2 nó dài hơn chút xíu. Rồi câu hỏi thứ hai là bạn thường đi du lịch với ai? Thì B1 thì mình có thể trả lời như thế này: I often travel with my family and friends because I feel comfortable when I am with them. Tôi thường đi du lịch cùng với gia đình và bạn bè bởi vì tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng với họ. B2 thì có thể trả lời dài hơn: I usually travel with my family on special occasions or holidays such as Tet or Independence Day. But sometimes I travel with my friends when I want to discover new places. Tôi thường thì đi du lịch cùng với gia đình của tôi vào những cái dịp đặc biệt hoặc những cái dịp lễ hội, ví dụ như là Tết nè, ví dụ như là ngày độc lập nè. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng thích đi du lịch cùng với bạn bè khi mà tôi muốn khám phá những cái địa danh mới hoặc vùng đất mới chẳng hạn. Rồi chúng ta tới câu hỏi thứ ba là bạn có kế hoạch đi du lịch trong 5 năm tới hay không? Thì B1 thì mình có thể trả lời là Yes, I do. I want to visit some foreign countries in the next 5 years. Vâng, tôi muốn hoặc là tôi dự định sẽ đi du lịch với một vài cái đến nước ngoài trong 5 năm tới. B2 thì mình trả lời dài hơn, ví dụ như là Yes, I do. I plan to travel to some foreign countries in the next 5 years. And the first country I want to discover is France because I want to explore French cultures and traditions. Tôi muốn đi tham quan một vài cái nước ngoài trong thời gian tới, và cái đất nước đầu tiên mà tôi muốn khám phá hoặc tôi muốn đến đó chính là nước Pháp, bởi vì tôi có thể explore, nghĩa là tôi yêu thích nè, và tôi muốn khám phá cái văn hóa và cái phong tục của hoặc là cái truyền thống của Pháp ha. Rồi thì đó là mình vừa đi qua cái chủ đề thứ nhất là chủ đề về du lịch. Chúng ta sẽ sang chủ đề thứ hai là chủ đề về bạn bè, về friends. Thì cũng có 3 câu hỏi, thì mình sẽ tương tự mình sẽ trả lời qua 3 câu hỏi luôn. Câu hỏi thứ nhất, bạn thường gặp bạn bè của bạn khi nào?
Thì mình B1 mình có thể trả lời là I usually see my friends when we have free time. Chúng tôi thường hay gặp bạn bè khi chúng tôi có thời gian rảnh chẳng hạn. B2 thì mình có thể trả lời dài hơn. I usually see my friends when we have free time or one of us has trouble or problem and need advice from each other. Tôi thường gặp bạn bè khi chúng tôi có thời gian rảnh hoặc là khi một trong những chúng tôi mà có vấn đề hoặc là những cái khó khăn và cần sự giúp đỡ, cần lời khuyên từ những người khác chẳng hạn. Thì đó là một cái ví dụ. Rồi, tiếp theo sẽ tới câu hỏi số 2 là những cái hoạt động nào mà bạn thường làm khi bạn gặp gỡ bạn bè, khi các bạn gặp gỡ với nhau chẳng hạn. Thì B1 thì mình có thể trả lời là I usually go to the cinema and then have a dinner when we meet. Chúng tôi thường đi xem phim và sau đó là ăn tối khi mà chúng tôi gặp nhau. B2 thì trả lời dài hơn, ví dụ như là it depends, nó còn tùy thuộc nữa. Sometimes we go to the cinema to enjoy watching new movies. Going to the coffee shop is also one of our choices because we can talk about our recent activities. Thì thỉnh thoảng chúng tôi thì đi xem phim để thưởng thức những bộ phim mới nè. Đi đến quán cà phê cũng là một trong những cái sự lựa chọn của chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể trò chuyện về những cái gì, về những cái hoạt động gần đây của mình. Rồi câu hỏi thứ ba cũng hỏi rất là thú vị là bạn bè có quan trọng với bạn hay không, vì sao có, vì sao không. Thì B1 có thể trả lời là yes, they are really important to me because they help me a lot when I have any difficulty. Bạn bè rất là quan trọng với tôi bởi vì họ giúp đỡ tôi rất là nhiều khi tôi có gặp khó khăn chẳng hạn. B2 thì có thể trả lời dài hơn. They are very important to me because we can share happiness and sadness as well as we can help each other when one of us is in trouble. Rồi, bạn bè cũng rất là quan trọng đối với tôi. Tôi bởi vì chúng tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như là chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau khi một trong chúng tôi gặp khó khăn, gặp vấn đề gì đó chẳng hạn. Thì đó là những cái gợi ý cho cái topic thứ hai, cũng là cái gợi ý cho cái phần thứ nhất, phần social interaction. Thì sau đây chúng ta sẽ sang cái gợi ý cho cái phần nói số 2 là cái phần solution discussion, là phần thảo luận giải pháp. Thì các anh chị mình có thể xem cái màn hình ở bên cạnh là cái tình huống mà Tính đã đưa ra cho cái ví dụ thứ hai này. Thì hãy nghĩ về ba cái hoạt động mà sinh viên đại học có thể làm sau giờ học là nấu ăn nè, chơi thể thao nè và trò chuyện trong quán cà phê. Thì hoạt động nào bạn nghĩ là sẽ là hoạt động quan trọng nhất cho sinh viên? Thì Tính cũng đưa ra hai cái gợi ý, một cái ý cho B1 và một cái ý cho B2. Thì B1 mình có thể sử dụng ngắn gọn và sử dụng những cái phần in đậm là những cái gì, những cái template mẫu cho các anh chị mình có thể sử dụng. Ví dụ như là is our question mentioned? There are three options to choose. Among them, I think playing a sport is the best choice because of the following reasons. Như câu hỏi có đề cập thì có ba cái sự lựa chọn. Giữa chúng thì tôi nghĩ rằng chơi thể thao là cái lựa chọn tốt nhất bởi vì những cái nguyên nhân sau. Firstly, they can relax their mind after school. Đầu tiên thì họ có thể thư giãn đầu óc sau giờ học. Secondly, they can make new friends. Thứ hai là chúng có thể có thêm nhiều người bạn mới. Thirdly, they can have a good health. Thứ ba thì chúng có thể có một sức khỏe tốt. On the other hand, I don't choose doing the cooking because it's very boring. I also don't choose chatting in the cafe because it's consuming. Một mặt tôi không chọn nấu ăn bởi vì chúng chán. Một mặt khác tôi cũng không chọn là trò chuyện trong quán cà phê bởi vì chúng rất là tốn thời gian. Thì mình thấy đây là những cái gợi ý cho B1 rất là ngắn gọn. Nếu các anh chị thi B1 mà mình thấy cái này còn dễ với mình quá thì mình có thể qua cái gợi ý B2 ở phía sau này. Rồi thì B2 tôi sẽ gợi ý dài hơn chút xíu. Ví dụ như there are many activities that university students should do after school. Among three options mentioned in the situation, I think playing a sport would be the most important for the students because of the following reasons. Có rất là nhiều hoạt động sinh viên đại học có thể làm, nên làm sau giờ học. Có ba cái lựa chọn được đề cập trong cái tình huống. Tôi nghĩ rằng chơi thể thao sẽ là quan trọng nhất cho sinh viên bởi vì những nguyên nhân sau. Firstly,
After hard studying, they can play sports to relax their mind and release stress. Đầu tiên là sau giờ học căng thẳng thì chúng có thể chơi thể thao để thư giãn đầu óc và xả stress. Secondly, they can meet new people and make friends, so they have more relationships. That helps them a lot when they find a job in the future. Thứ hai là chúng có thể gặp gỡ những người mới và kết bạn nè. Vì thế chúng sẽ có thêm nhiều mối quan hệ. Điều đó sẽ giúp chúng rất là nhiều trong cái việc là khi mà chúng tìm kiếm công việc sau này. Thirdly, playing sports or doing exercise makes them stronger, more active and creative. Thứ ba là chơi thể thao hoặc là tập luyện thể dục thể thao thì có thể làm cho chúng mạnh mẽ hơn, năng động và sáng tạo hơn. Rồi, ngoài ba cái ý đó ra thì mình cũng có thêm một ý nữa. Moreover, it helps them improve their skills such as communication, teamwork and so on. Ngoài ra thì nó cũng còn giúp cho chúng dạ cả nâng cao các kỹ năng, ví dụ như kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng đồng đội chẳng hạn ha. Thì đó là mình giải quyết là mình chọn cái chơi thể thao và mình những lý do vì sao mình chọn như vậy. Rồi lý do vì sao mình không chọn hai ý kia thì ngoài tính nói tính còn thêm một cái ý nữa cho nó hay hơn ha. On the other hand, I don't choose doing the cooking because they just do it alone. It's so boring. However, I think they can cook after doing exercises because homemade food is always delicious and good for health. Một mặt là tôi không chọn cái việc nấu ăn bởi vì chúng chỉ làm nó một mình, nó rất là chán. Tuy nhiên tôi nghĩ là chúng nên nấu ăn sau khi tập thể dục thể thao, tập luyện bởi vì là cái thức ăn nấu ở nhà thì luôn luôn ngon và tốt cho sức khỏe. Besides, I also think chatting in the cafe is time consuming. Tôi nghĩ là cái việc mà trò chuyện trong cà phê thì rất là tốn thời gian. Instead of chatting, they can discuss and learn in group. Thay vì trò chuyện rất là vô nghĩa thì chúng có thể thảo luận và học ở nhóm chẳng hạn. Their topics would be about lessons in class or social issues. Những cái chủ đề của chúng để thảo luận á, thì có thể là những cái bài học ở trong lớp cũng như là các vấn đề xã hội. À, thì đó là những cái gợi ý của Tính cho cái phần số 2, phần solution discussion là phần thảo luận giải pháp. Mình chọn, mình giải thích lý do vì sao và mình không chọn hai ý kia thì lý do vì sao. Thì tiếp theo sẽ là một cái phần khá là khó nữa là cái phần dạ, cái phần số 3 là cái phần topic development là phát triển ý tưởng của chủ đề. Thì phần này nó khó thì bởi vì nó giống như một cái bài thuyết trình như vậy ha. Thì các chị mình có thể nhìn cái đề ở bên cạnh. Thì cái đề của mình đang nói về cái gì ạ? Đang nói về part-time job, nói về việc là các sinh viên đại học thì nên có một cái công việc làm thêm. Thì đang nói về các cái lợi ích của công việc làm thêm là cái gì. Ví dụ như khung đầu tiên là tìm kiếm được thêm nhiều tiền nè, rồi học thêm nhiều kỹ năng mới nè, rồi trở nên tự tin hơn, ý kiến cá nhân của bạn là gì, kèm theo hai câu hỏi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trả lời cũng dành cho B1 và B2. Thì đầu tiên sẽ là gợi ý cho B1. Ví dụ như Tính có gợi ý là I would like to start my short presentation about part-time job or the fact that university students should have a part-time job chẳng hạn. Rồi, tôi sẽ muốn bắt đầu cái bài thuyết trình của mình về cái chủ đề dạng part-time job. Rồi bắt đầu mình sẽ trình bày từng cái khung giải thích nó ra bằng những cái câu rất là ngắn gọn sau đây. Firstly, they can earn extra money so they can pay tuition fees and cost of living. Đầu tiên thì chúng có thể kiếm thêm được nhiều tiền, vì thế chúng có thể trả học phí và chi phí sinh hoạt. Secondly, they can learn new skills such as communication and problem solving. Đây, chúng có thể học thêm nhiều kỹ năng mới, ví dụ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống chẳng hạn. Thirdly, they can become more confident because they have more chances to communicate with many different kinds of people. Thứ ba là chúng có thể trở nên tự tin hơn bởi vì chúng có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp với nhiều loại người khác nhau. Thì đó là ba cái ý bài cho và Tính sẽ kèm thêm một cái ý nữa là một cái ý kiến riêng của mình. Thì cái này nếu các anh chị mình suy nghĩ không được thì cũng không sao, nhưng mà nếu mình có được một cái ý kiến riêng của mình thì mình sẽ được cộng điểm, nó là một cái plus trong cái phần bài thi của mình. Besides three ideas above, I think a part-time job can help students have more relationships. It can be useful for their future job. Và bên cạnh ba cái ý kiến trên thì tôi nghĩ rằng còn một công việc làm thêm có thể giúp cho sinh viên có thêm nhiều mối quan hệ. Nó có thể rất là hữu dụng cho
cho cái sự công việc tương lai của chúng ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ trả lời hai câu hỏi kèm theo. Thì trước khi trả lời thì mình có thể cảm ơn ha. Thanks. Next, I will answer the given questions. Rồi mình sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Yes. Câu hỏi thứ nhất có yêu cầu là bạn có nghĩ rằng cái sự thỏa mãn trong công việc thì tốt hơn lương khi mà chọn một công việc hay không? Thì tùy các bạn ha, dự tính có gợi ý như sao. Yes, I think job satisfaction is more important than salary when choosing a job because we can feel more comfortable and work better. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng cái sự thỏa mãn trong công việc thì quan trọng hơn là lương khi mà chọn một công việc, bởi vì chúng ta có thể cảm thấy thoải mái hơn và làm việc tốt hơn. Rồi, câu hỏi thứ hai là những kỹ năng nào mà bạn nghĩ nó sẽ cần thiết để có một cái công việc tốt thời nay? Thì Tính có thể trả lời là I think communication, teamwork, presentation and time arrangement. Mình liệt kê các cái kỹ năng ra. I needed to get a good job these days because they have us show what we can do. Ha, bởi vì chúng có các kỹ năng ví dụ như là giao tiếp nè, đồng đội nè, kỹ năng thuyết trình nè, và kỹ năng quản lý thời gian là những kỹ năng cần thiết để có một cái công việc tốt ngày nay, bởi vì chúng có thể show diễn được cái gì mà có thể là chỉ ra nói có show ra được cái chúng ta có thể làm được những cái gì chẳng hạn. Hoặc là mình có thể dùng cái từ đó là capacity, cái năng lực của mình. Thì bằng kết cái phần thuyết trình của mình cũng có một cái câu ha, mình có mở thì mình cũng có kết. This is the end of my presentation. Thank you for your listening. If you have any question, please feel free to contact me. Đây là phần kết thúc phần thuyết trình của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì cũng đừng hãy cảm thấy thoải mái liên lạc với tôi. Ha, thì mình thấy là bài mình rất là có quy củ, có phần mở, có phần thân, có phần kết. Thì như vậy mình thể hiện được cái khả năng thuyết trình của mình vận dụng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Mặc dù mình có nói ngắn đi chăng nữa nhưng mà mình trình bày rất là logic thì rất là ổn hả các anh chị. Thì mình sẽ sang B2, thì B2 thì thực ra cũng giống những cái ý như trên nhưng mà Tính nói dài hơn mà thôi. Ví dụ như là nowadays many students combine their study or education with a part-time job because it brings a lot of benefits. Ngày nay thì rất là nhiều sinh viên kết hợp cái việc học của chúng cùng với một công việc làm thêm bởi vì nó mang lại rất là nhiều những cái lợi ích. Today I would like to make a short presentation about the reasons why university students should work part-time. Ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày một cái bài thuyết trình ngắn về những cái lý do vì sao các sinh viên đại học nên làm việc ngoài giờ. Firstly, they can earn extra money. University students often spend at least 3 years finishing their study, so that it's necessary for students to work part-time because they can use extra money to pay their tuition fees and cover their daily expenses. Besides, students earning their own money can get lessons on spending wisely. Đầu tiên thì chúng có thể kiếm thêm thu nhập. Sinh viên đại học thì thường trải qua ít nhất là 3 năm cho cái việc là hoàn thành việc học. Như vậy là cần thiết cho chúng làm việc ngoài giờ để trả các khoản học phí cũng như là các chi phí hàng ngày nè. Ngoài ra thì sinh viên cũng còn, khi mà chúng kiếm tiền thì chúng cũng sẽ có thể học được cách mà sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Secondly, they can learn and improve their skills. For example, they can develop better time management skills. This means that they learn how to balance between work, study and life. Chúng có thể nâng cao các kỹ năng, ví dụ như chúng có thể phát triển tốt hơn cái kỹ năng quản lý thời gian nè. Điều đó có nghĩa là chúng phải học cách để cân bằng giữa việc đi làm nè, việc học nè và cuộc sống hàng ngày nữa ha. Thứ ba là thirdly, they can become more confident because when they have deeper knowledge of their major and working environment, as well as they have many chances to communicate and interact with many people. Thì thứ ba là chúng có thể trở nên tự tin hơn bởi vì chúng sẽ có được cái kiến thức sâu hơn về cái lĩnh vực của chúng nè, cũng như là về cái môi trường làm việc nè, cũng như là chúng sẽ có nhiều cơ hội để giao tiếp hoặc là tương tác với những người khác. Rồi đó là ba cái ý kiến, mình sẽ thêm một cái ý kiến của bản thân mình nữa. Besides three ideas above, I think part-time job can help students widen their network. They can meet new people and make friends.
it is good for them to find a job in the future. Bên cạnh ba ý kiến trên thì tôi nghĩ một công việc làm thêm cũng có thể giúp cho sinh viên mở rộng các mối quan hệ của chúng. Chúng có thể gặp gỡ người mới và kết bạn, nó thì rất là tốt cho chúng trong việc tìm kiếm một cái công việc sau này. Tiếp theo cho trả lời hai câu hỏi ha. Thanks, next I will answer the given questions. Câu hỏi thứ nhất nè. Yes, I think job satisfaction is more important than salary when choosing a job because we can feel more comfortable and work better. In my opinion, job satisfaction includes good working environment, clear promotion policy and friendly coworkers. Mình thấy là tính có thêm một đoạn ở phía sau, nó khác với câu trả lời phía trước thì một đoạn nhỏ phía sau nữa. Theo quan điểm của tôi, sự thỏa mãn trong công việc thì nó bao gồm gì? Môi trường làm việc tốt nè, cái chính sách thăng tiến rõ ràng nè, cùng với những cái các đồng nghiệp thân thiện chẳng hạn. Còn câu hỏi thứ hai là I think communication, teamwork, presentation and time management skills are needed to get a good job these days because they help us show our capacity. Bởi vì chúng giúp show những kỹ năng của mình. Thì này ở phía trên mình đã có rồi ha. Thì mình cũng kết thúc bằng một cái câu tương tự như phía trên. This is the end of my presentation. Thank you for your listening. If you have any question, please do not hesitate to contact me. Đây là phần cuối cùng của phần thuyết trình của tôi. Thì cảm ơn người lắng nghe. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại liên lạc với tôi. Như vậy tính vừa đi vào cái phần gợi ý cho ba cái phần social interaction, solution discussion và topic development là trong cái bộ đề thứ 6 của cái phần thi speaking. Thì tính hy vọng các chị mình sẽ dựa theo những gợi ý của tính, thì tính dựa theo những cái kiến thức thực tiễn của mình cũng như cái năng lực của tính tới đâu thì tính làm những gợi ý tới đó. Tính cũng mong các anh chị mình sẽ dựa vào những gợi ý của tính để mình có thể soạn ra được những cái ý của mình để mình thực hành ở nhà. Thực ra ai mà chả có những cái sai sót, có những cái sai lầm, thì tính cũng vậy. Thì tính mong nhận được những cái comment của các anh chị mình đóng góp để cho những cái video sau của tính được tốt hơn, được hoàn thiện hơn và cũng giúp cho các anh chị mình ôn tập ở nhà nó cũng được tốt hơn. Tính nhận được rất là nhiều những cái comment là đã đậu rồi, đã thi kết quả rất là vượt mong đợi, thi B1 đậu B2 nhờ xem những cái video của tính. Thì khi đọc những cái comment đó, tính rất là vui và tính thấy là tính đã làm được một cái điều gì đó cho mọi người. Và tính hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của tính bằng cách là nhấn subscribe hoặc là để lại những comment, những cái chia sẻ của các anh chị mình để kênh YouTube tính của ngày càng phát triển hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc các anh chị mình thi kết quả thật tốt, thật như mong đợi. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.